Ngày 7 tháng 12, Tổng cục Quản lý thị trường đã thông tin về việc kiểm tra đồng loạt 10 cửa hàng của chuỗi phố xe điện.com ở Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện lập biên bản tạm giữ hơn 200 xe đạp điện có dấu hiệu vi phạm như không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công suất, khối lượng, vận tốc, tem hợp quy dán trên nhiều xe không đúng quy định. Theo lực lượng Quản lý thị trường, Website phố xe điện.com có chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện xe máy Vinh Phát thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu là nhà phân phối chính hãng của nhiều hãng xe Pega, Kazuki, Dekabai, Osaka. Phố xe điện.com cũng là website thương mại điện tử rất lớn có liên kết với các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, khi truy cập vào website này, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm và tiến hành truy vết kiểm tra. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, doanh số bán lẻ thương mại điện tử ngày càng tăng cao, tuy nhiên việc tìm ẩn nhiều gian lận về thương mại trong kinh doanh buộc cơ quan chức năng thay đổi phương thức để kiểm tra giám sát